Thiên kiến xác nhận chính là lối tắt trong nhận thức. Mà mẹ đã dặn, hãy đi đường vòng, đừng đi đường tắt, kẻo sẽ bị sói nó thịt cho đấy. Hãy tưởng tượng, hôm nay là ngày đầu tiên mà bạn tham gia lớp học về yoga. Vừa bước vào cửa lớp, bạn bỗng dưng thấy có gì đó không ổn. Bạn hơi tự ti về cân nặng của mình và sợ rằng những bộ đồ bó cơ thể sẽ làm lộ ra những ngấn mỡ của bạn. Thế rồi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau đó, bạn đột nhiên chú ý vào một nhóm các cô người mẫu đang vui vẻ trò chuyện ở góc phòng. Bạn nhẹ nhàng lướt qua họ và bất chợt bạn nghe thấy những tiếng cười nhỏ nhỏ, rồi bạn nghĩ thầm, ôi thôi, bọn họ đang cười mình đấy à. Để giải quyết nỗi lo, bạn tìm một chỗ đứng ở cuối lớp mà bạn nghĩ rằng sẽ không ai để ý đến bạn, để bạn bắt đầu học. Ở bài học đầu tiên, huấn luyện viên yêu cầu cả lớp cùng thực hiện một động tác gập người kiểu con cá. Đây là lần đầu tiên bạn làm chuyện ấy nên bạn đã không trụ được lâu, thế là lưng bạn đập cái thụp xuống thảm. Trong một bầu không khí yên lặng mà mọi người đang tập trung cho động tác cá gập. Theo phản xạ, bạn nhìn quanh một vòng để chắc rằng không ai thấy được cú đập vừa rồi của bạn. Nhưng hơi tiếc cho bạn, bạn đã bắt gặp một nụ cười nhẹ trên đôi môi đến từ một chàng trai ngay bên cạnh. Biết ngay mà, mọi người đang cười mình, bạn lại nghĩ thầm. Kết thúc buổi học, bạn ra về mà không còn để ý đến ai nữa, và đó là lần cuối cùng bạn đi tập yoga. Thiên kiến xác nhận, confirmation bias. Cùng nhớ lại nhá, trong buổi học yoga ấy, bạn đã lướt thật nhanh qua lớp học và tìm bằng chứng chỉ để củng cố thêm nỗi lo của bạn. Những cô người mẫu cười bạn và chàng trai kế bên chế giễu cú đập của bạn. Nhưng có một sự thật chua lòng mà bạn sẽ không muốn tin, đó là cả lớp ấy chẳng có ai thèm quan tâm bạn là ai cả. Chúng ta tự cho rằng những gì mình đang biết là đúng và có xu hướng chỉ tìm kiếm, giải thích và ghi nhớ những thông tin liên quan để chứng minh cho quan điểm có sẵn của bản thân mà không xem xét những ý kiến trái chiều. Đấy gọi là thiên kiến xác nhận. Lối suy nghĩ này diễn ra một cách vô thức và nó ảnh hưởng tới quá trình đưa ra quyết định của bạn mỗi ngày. Tôi nhấn mạnh thêm nhá, là nó diễn ra mỗi ngày đấy. Từ những quyết định nhỏ nhặt như mua gì, ăn gì, cho đến những quyết định lớn hơn như cưới ai, làm nghề gì, thể hiện cảm xúc như thế nào, và ngay cả các quyết định liên quan đến tài chính nữa. Sự ảnh hưởng của thiên kiến xác nhận lên hành vi. Có 3 tác động lớn của thiên kiến xác nhận lên hành vi của bạn. 1. Cách mà bạn đi tìm kiếm thông tin. Thiên kiến xác nhận sẽ định hình nên cái cách mà bạn nhận thức về các vấn đề xung quanh mình. Tưởng tượng nhá, hôm nay bạn phải ở nhà một mình, buồn quá thì làm gì, buồn quá thì lướt Facebook thôi. Lướt Facebook thì có gì, có nhiều chứ. Bạn bắt gặp những tấm hình về những chuyến du lịch, tiệc tùng vời cưới xin đầy ắp trên tường nhà bạn và tự rút ra kết luận rằng những người bạn của mình giờ đang có cuộc sống rất thành công và hạnh phúc. Sau đó bạn thì thầm với con tim, mình đúng là một đứa cô đơn và thất bại mà. Đấy, ở nhà một mình và tự cảm thấy bản thân thất bại, tất cả là do bạn đang cố kiếm các thông tin để củng cố cho suy nghĩ tiêu cực của mình, tôi là kẻ thất bại. Dù bạn có biết là đang lướt xem những tấm hình ấy chỉ khiến bạn thấy tồi tệ hơn, nhưng bạn vẫn cứ thích làm như vậy, lạ nhỉ. 2. Cách mà bạn hiểu những thông tin bạn tiếp cận. Khi cần xử lý thông tin mang tính trung lập, thiên kiến xác nhận sẽ khiến bạn chỉ đi theo hướng mà bạn tin là hợp lý. Ví dụ về chuyện yêu đương nhé. Bạn đang yêu một anh chàng nào đó say đắm, những gì bạn thấy được ở anh chàng ấy sẽ hoàn hảo giống như một Anonis ngoài đời thật vậy. Bạn bỏ qua hết những khuyết điểm của anh chàng ấy. Nhưng khi mối tình tươi đẹp bỗng trở nên củ chuối, thì những gì bạn thấy được ở chàng trai ấy là một cái miệng bốc mùi cà phê trồn với những câu chuyện luyên thuyên về những sợi lông rụng trong bồn tắm, cứ như là bạn quan tâm về chủ đề ấy nhiều lắm vậy. Điều gì xảy ra ấy nhỉ? Tôi chắc là bạn đang yêu cùng một người đấy, nhưng bạn lại để cảm xúc của mình quyết định người bạn yêu là người như thế nào trong mắt của bạn. 3. Cách mà bạn ghi nhớ mọi thứ. Thiên kiến xác nhận cũng tác động lên những ký ức về các sự việc trong quá khứ của bạn. Bạn có thể sẽ giải thích hay thậm chí là xuyên tạc chúng bằng những lý do mà bạn tin là đúng. Trong một cuộc nghiên cứu kinh điển, các sinh viên trường Princeton và Dartmouth được cho xem một trận bóng giữa hai trường với nhau. Kết thúc trận đấu, các sinh viên Brighton ghi nhớ nhiều hơn những lỗi mà đội bạn mắc phải. Các sinh viên Dartmouth cũng như vậy,
họ ghi nhớ nhiều hơn những lỗi mà các cầu thủ Brighton gây ra trong trận bóng. Lý do là cả hai nhóm sinh viên đều cho rằng đội bóng của họ chơi đẹp hơn. Vì vậy, họ có xu hướng ghi nhớ những mặt tích cực của đội mình và những mặt tiêu cực của đội bạn để củng cố cho niềm tin của mình. Tại sao chúng ta lại mắc phải thiên kiến xác nhận? Đó là bởi vì bạn sợ phải thừa nhận ý kiến của mình sai và trông bạn sẽ trở nên ngớ ngẩn nếu bạn sai. Cho nên bạn mới có xu hướng luôn tìm những bằng chứng để cố củng cố thêm cho niềm tin sẵn có mà bạn nghĩ là đúng. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi tiếp nhận những thông tin trái chiều về một chủ đề mà bạn không mấy quan tâm. Tuy nhiên, trong sâu thẳm của tim bạn vẫn luôn tồn tại một niềm tin ảnh hưởng tới nhận thức của bạn. Ví dụ, bạn luôn tin mình là một người tốt. Bạn tin rằng góc nhìn của bạn về chính trị là đúng đắn. Những bằng chứng nào đó phản biện lại niềm tin vững chắc ấy sẽ gây ra cảm giác căng thẳng và khó chịu về mặt tinh thần. Nó được gọi là sự xung đột về nhận thức. Sẽ có hai cách để xoa dịu khó chịu ấy: chiến hoặc là biến. Chiến là bạn sẽ chiến đấu đến cùng và cố gắng chứng minh rằng mình đúng. Biến là bạn biến đi nơi khác để né tránh những sự thật gây ra sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của bạn. Cơ chế tự bảo vệ của não bộ. Chức năng cơ bản của não là bảo vệ ta khỏi những đe dọa về thể chất lẫn tinh thần. Khi bạn tiếp nhận một sự thật đối lập với niềm tin sẵn có của bạn, não sẽ giúp bạn phòng vệ để tránh làm bạn bị tổn thương bằng cách cự lại những ý kiến trái chiều ấy. Nó giống như cách mà cơ thể phản ứng với những tổn thương về thể chất vậy. Và khi não cần xử lý một lượng thông tin khổng lồ, thông thường bạn sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều để tìm ra những thông tin nhằm ủng hộ hay phản đối những ý kiến trái chiều mà bạn gặp phải. Theo bản năng, não bạn sẽ tìm lối tắt nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Đó là lý do tại sao sẽ dễ dàng hơn khi bạn chỉ nỗ lực tìm kiếm một vài thông tin để củng cố niềm tin của bạn hơn là việc đi đánh giá những ý kiến trái chiều và những chứng minh mình đã sai. Vậy thì giải pháp là gì? 1. Luôn tò mò và tiếp nhận những điều mới. Khi tiếp cận một vấn đề, hãy khoan chăm chăm vào việc chứng minh bản thân mình đã đúng, vì có thể bạn đang bị thiên kiến xác nhận dẫn lối. Việc bạn cần làm là hãy phá bỏ rào cản trong suy nghĩ của mình và trải nghiệm nhiều hơn nữa với một cái đầu mở, luôn tiếp thu có chọn lọc. Và khi bạn dám thừa nhận lỗi lầm và thất bại, điều đó có nghĩa là bạn đã cho bản thân thêm một cơ hội để học thêm điều mới. Chấp nhận những ý kiến trái chiều. Tiếp nhận những quan điểm trái chiều sẽ giúp bạn mở rộng góc nhìn của mình. Có một cách đơn giản để làm điều này, đó là hãy luôn tiếp nhận càng nhiều càng tốt những ý kiến trái chiều từ người khác. Lần tới khi đưa ra quyết định mua một căn nhà mà bạn yêu thích, hãy chủ động nhờ một người bạn nào đó đóng vai nhà phản biện và bằng cách nào đó thuyết phục bạn đừng mua ngôi nhà ấy. Lúc này, bạn sẽ có cơ hội nhìn ra được những điều mà bạn còn chưa nhận ra được trước đó và bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn hơn. 3. Nghĩ và ngẫm. Không phải lúc nào làm theo bản năng cũng đúng cả. Trước khi đưa ra quyết định theo bản năng, bạn cần suy nghĩ thật kỹ. Lần tới, khi bạn cố gắng tìm kiếm những thông tin chỉ để củng cố thế giới quan của bạn, hãy tạm dừng và đánh giá kỹ hơn những giả định của bạn và hãy cố gắng chứng minh mình đã sai. Lấy một ví dụ nhé. Một buổi sáng, bạn cần một tách cà phê để nạp năng lượng cho mỗi ngày. Thì hãy để ý xem, nếu bạn đang lướt Facebook, thì bạn sẽ bị cuốn vào bất kỳ bài tin nào nói về lợi ích mà cà phê mang lại. Đọc xong bài tin ấy, bạn sẽ củng cố thêm niềm tin rằng, biết ngay mà, uống cà phê mỗi sáng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình. Lần tới, hãy thử làm ngược lại xem sao nhé. Hãy thử tìm kiếm những thông tin trái chiều về những gì mà bạn tin là hợp lý và xem kết quả như thế nào. Kết luận: thiên kiến xác nhận là một trở ngại không thể tránh được trong quá trình đưa ra quyết định và không phải lúc nào bạn cũng vượt qua được nó. Dù vậy, khi đưa ra những quyết định của mình về những vấn đề quan trọng hơn như sức khỏe, tình yêu hay tài chính, hãy cố gắng giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của thiên kiến xác nhận lên quyết định của bạn. Một khi bạn tìm hiểu được thiên kiến xác nhận là gì rồi, tôi tin rằng bạn có thể hạn chế những rủi ro mà nó gây ra và đưa ra được những quyết định hợp lý hơn. Cuối cùng, nếu lần này bạn có tham gia một lớp học yoga và thất bại trong động tác gặp người kiểu con cá, thì không việc gì phải lo lắng nữa nhé. Vì sẽ chẳng có ai thèm để ý đến bạn đâu. Và đó là những chia sẻ của tác giả. Các bạn thấy như thế nào? Hãy comment ở phía bên dưới để cho bọn mình biết nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình.
Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!